bắt giam tổng giám đốc tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam Phan Phạm Hà. Ông Phan Phạm Hà, tổng giám đốc tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam, bị bắt với cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ngày 11 tháng 6, tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam, VIM, cho biết đã nhận được thông báo của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội về việc khởi tố bị can, lệnh tạm giam với ông Phan Phạm Hà, 49 tuổi, trú Hà Nội, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo khoảng 3 điều 356 bộ luật hình sự. Cùng ngày, Tổng công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam thông báo Hội đồng Quản trị bãi nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc với ông Hà. Sai phạm cụ thể của ông Hà chưa được công bố. Tổng công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam viêm hoạt động theo mô hình Tổng công ty nhà nước. Năm 2010, Tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam chuyển sang hình thức công ty mẹ, con theo quyết định của Bộ Công Thương với 25 công ty con và đơn vị thành viên. Năm 2017, Tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với vốn điều lệ 13.288 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước chiếm hơn 88%. Tháng 10 năm 2023, ông Nguyễn Thanh Giang, cựu tổng giám đốc và Hồ Mạnh Tuấn phó tổng giám đốc tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam, bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Ông Giang và Tuấn bị cáo buộc chỉ đạo mua 305 bộ khung dập cabin ô tô SV110 về rồi bỏ không, gây thiệt hại 27 tỷ đồng. Giữa năm 2022, hàng loạt lãnh đạo tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam đã lĩnh án do sai phạm trong việc vay ngân hàng trái quy định, gây thiệt hại gần 183 tỷ đồng